Đi vào làm nhà hàng cháu ấy, thì là cái số tiền mà cháu được nhận được các bác ấy, là hiện tại là chưa có đủ cái phần kinh phí đâu các bác nhé. Xây từ nãy đến giờ là được 3 viên rồi anh ạ. Bốn viên, 5 viên rồi đấy, phải 3 viên đâu. Dạ. 2, 3, 4, 4 viên rồi. 4 viên rồi, nói nhầm tí. Đâu? Dạ. Vì đau đầu á? Ừ. Vì tay chân nóng hết à. Ủa, ông là chắc là bị... Để móng sát cô bác nhé, để móng sát. Đấy, và sau khi mà lên tường là gần đến lúc mà thu hồi các bác, thì cháu lực sẽ lại lấy sắt để mà chạy hết xung quanh này, chạy từ Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục có mặt ở hai ông cháu để cập nhật cái tiến độ mà anh em thợ là làm nhà lấy đâu cho tất cả các bác cô chú anh chị là cùng nắm gió được. Và trước mặt của bác là một cái ngôi nhà mà được xây bởi những cái tình yêu thương của các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi tặng cho hai ông cháu. Và hôm nay cháu được xuống thì ông thì hiện tại là không có ở nhà của bác ạ, với lại Mạnh ấy bảo là đi đâu là làm công việc gì rồi. Đấy, thì mấy anh em thợ là vẫn tiếp tục cái công việc là hàng ngày của mấy anh em thợ là làm. Và đến thời điểm hiện tại thì mấy anh em thợ cũng đã bác giàn giáo và đã xây lên cao rồi. Phía trước mặt các bác thì đâu đó là xây được tầm độ là gần 2 mét rồi các bác. Những cái khung cửa sổ thì cũng đã hiện ra rồi. Những cái cửa sổ đợt này thì cháu Lực sẽ làm lớn hơn đấy, so với lại là nhà hai ông cháu một chút cô bác. Ngôi nhà nào thì nó cũng không thể mà giống y xì đúc cả. Ngôi nhà của hai ông cháu là một cái ngôi nhà mà nó gọi là vuông hoàn toàn cô bác ạ. Vuông hoàn toàn nhưng mà ở bên trong thì cũng thiết kế là đầy đủ những cái phòng ngủ này, cũng như là nhà vệ sinh này, cũng như là chỗ nấu cơm mọi cái. Và đặc biệt thêm nữa là ngôi nhà của ông cháu thì cháu Đức sẽ không có làm là cái bếp củi ở phía trong nhà nữa. Và nếu như là sau này khi mà hoàn thiện nhà hai ông cháu xong thì nếu mà phần kinh phí ra còn dư ra thì có thể là làm ở phía hông nhà cho hai ông cháu một cái thêm là một ngôi nhà bếp nữa cũng được. Còn là nếu mà kinh phí không có đủ ấy thì sẽ tận dụng lại những cái tấm ván gỗ của bác ạ, là để mà đóng xong là làm một cái nhà kho cũng như là một cái nhà bếp củi. Đấy, thời tiết thì có vẻ như là hôm nay thì không có ủng hộ là mấy anh em thợ lắm đâu các bác ạ. Buổi sáng nay thì là mưa khá là dày đặc và đến buổi chiều thì bắt đầu là tạnh mưa một chút. Đấy, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì các bác nhìn thấy là ở trên kia là những cái đám mây đen là kéo đến về rất là nhiều rồi, sợ rằng là tối nay lại tiếp tục là mưa to nữa. Thời điểm hiện tại thì khi mà mấy anh em thợ là hoàn thiện những cái phần nào các bác ạ, phần nào mới xây thì mấy anh em thợ sẽ dùng là bạt để mà che, để mà che lên trên những cái phần mới xây này để tránh cho trường hợp là khi mà hoàn thiện ấy là mưa nhiều quá thì ra nó ngấm phải những cái mạch vỡ, nó không có được chắc chắn được lắm. Chào chào chú Toán nha. Hôm nay thì khỏe chú. Chú gửi một lời chào tới các bác khán giả trên kênh một câu chứ. Chào cô chú anh chị ạ. Cái công việc của mấy anh em đội thợ hôm nay thì vẫn tiếp tục là xây dựng hay là có thêm những cái gì mà phát sinh không chú? Hôm nay muốn xây được. Vâng, thế thì vật liệu hiện tại thì là đang chuẩn bị là thiếu thêm cái gì không chú? Chú có thể là nói cho cháu để cũng như là tất cả các bác cùng biết để cháu tiếp tục là cháu lấy thêm vào. Chắc tầm 1-2 ngày nữa xem đủ không mới biết được. Vâng. Chưa rõ. Vâng. Thế là hiện tại là vẫn còn gọi là chưa có nhìn nhận được ra đúng không chú? Vâng. Vẫn còn nhiều đúng không? Vâng. Đấy thì lúc nào mà sắp hết thì cháu Lực cũng đã bảo với mấy anh em thợ rồi là báo trước với cháu Lực đổ thầm là 2-3 hôm để cho cháu Lực là thứ nhất là biết đường để mà gọi vật liệu vào, thứ hai thì để mà vật liệu nó vào là
vào kịp cái lúc mà mấy anh em thợ là cần đến. Chứ để nếu mà hết rồi mấy anh em thợ lại đợi thêm độ tầm là 2-3 ngày thì cái tiến độ mà công việc nó sẽ lại chậm hơn là so với dự định thôi. Đấy, bây giờ thì đã chậm hơn so với dự định là rất là nhiều rồi các bác. Đấy, bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết ấy, cho nên là cái tiến độ là làm là rất là chậm chạp rồi. Thì rất là mong là các bác cô chú anh chị là hiểu cho cháu lực cùng với lại các anh em thợ là một chút các bác nhé. Mấy em thợ cũng có muốn là tích cực là làm nhanh lên để mà hoàn thiện cái công trình này, thì mấy anh em thợ lại tiếp tục là đi vào những công trình khác để mấy anh em thợ làm, chứ không thể mà quanh quẩn là suốt ngày là ở cái công trình nhà hai ông cháu được. Rồi, cháu được cũng muốn hoàn thiện nhà hai ông cháu xong thì tiếp tục là đi chia sẻ thêm những cái hoàn cảnh khác. Nếu như hoàn cảnh khác mà cháu được đi chia sẻ đấy, như hoàn cảnh của nhà hai ông cháu này các bác này, trước kia các bác khi mà các bác theo dõi những cái tập đầu thì các bác cũng đã biết rồi là chính ở cái nơi này là một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ là hoang tàn cũng như là cực kỳ là nhỏ, chỉ cần đợi nhưng có những cơn gió này, cơn mưa lớn thì nó sẽ khiến là đổ ngôi nhà. Đấy, tiến thời điểm vừa rồi thì cháu Lực đi xuống các bác thì cũng đã bắt gặp rằng là nhà của hai ông cháu thì đã bị sập đổ hoàn toàn rồi, thành ra là lên trên này dựng một chỗ ở cho ông là tạm bợ để khi mà tiến hành vào làm nhà cho hai ông cháu. Đấy, khi mà đi vào làm nhà hai ông cháu ấy, thì là cái số tiền mà cháu Lực nhận được các bác là hiện tại là chưa có đủ cái phần kinh phí đâu các bác nhé. Đấy, nhưng mà cháu Lực vẫn tiến hành vào làm. Đấy, trong quá trình làm thì nếu như mà được các bác này, cô chú anh chị là trợ duyên giúp đỡ cho hai ông cháu thì sau này hai ông cháu sẽ hoàn thiện làm một cái ngôi nhà là tất tần tật từ A đến Z luôn. Còn nếu mà không thì sẽ chỉ hoàn thiện cái phần thô thôi, còn đi vào chắt này kia nữa thì nếu mà không đủ kinh phí thì cháu Lực sẽ xin tạm dừng lại để bao giờ có thêm kinh phí thì sẽ tiếp tục là làm sau cô bác ạ. Đội thợ của Trục Phong lại là anh Toán là chỉ có là 4 người thôi cô bác, 2 người phụ với lại thêm là 2 người say nữa. Đến sau này mà công việc của nó là nhiều hơn thì có thể là mấy anh em thợ sẽ tiếp tục là thêm người vào để mà hoàn thiện sớm hơn, là được cũng được nhanh hơn, cái tiến độ nó được nhanh hơn nữa các ra cái phần hiên đằng sau nhà này các bác này, thì có vẻ như là mưa, trong lúc mà quá trình mưa thì nó bị ăn mòn này, cũng như là nó bị xói mòn xuống. Đấy, như cái phần này thì sau này sẽ mở rộng thêm ra các bác nhá, kể cả là những cái phần là phần ở phía bên kia nữa. Hiện tại thì trong quá trình mà đang làm thế này thì chưa thể mà mở rộng ra được, vì là còn lấy con đường ở bên kia để mà mình đi lại, xong là mình chuyển vật liệu này kia nữa cho nó dễ dàng hơn một chút. Có vẻ như là vợ của chú nào hay anh nào thì đều là phụ giúp cho người đấy hết nhỉ. Thế là không có hoán đuổi với nhau đấy nhá. Bên này thì là hai vợ chồng của anh Phong là làm, còn bên kia thì là hai vợ chồng của chú Toán. Các anh với lại các cô thì sống rất là tình cảm các bác ạ. Mới ngày nào thôi là vận chuyển con đường, vận chuyển vật liệu là các bác cũng đã nhìn thấy rồi, và đến thời điểm hiện tại thì có một ngôi nhà làm bằng xi này, bằng sắt này, là mọc ở tại cái thế đất mà cái nền nhà cũ của nhà hai ông cháu. Thì hầu như là ở phía khu này thì chưa có ngôi nhà nào mà được làm bằng xi măng này hay là bằng gạch này, bằng sắt cả. Đấy, tại vì là cái con đường là vận chuyển vật liệu là rất là khó, cái tiền vận chuyển vật liệu là còn cao hơn cả so với lại công thợ cũng như là tiền là mua vật liệu là này kia nữa.
cô thì trộn này không đeo ủng à cô? Không là mấy nữa là ăn hết chân đấy. Đây bảo à, chắc là bảo phải bảo chú Toán. Tối về nhà là bảo phải bảo kế toán. Đây thì các cô thì chắc là vẫn có là để ở nhà rồi đấy cô bác đấy, nhưng mà thật sự ra thì như hiểu là đi làm những cái việc này các cô là không có thích là đeo ủng cho lắm, vì là đeo ủng là nóng hơn. Đấy, tường thì bây giờ là ra phần là phía bên này thì cũng rất là cao rồi cô bác này. Một số vớ này thì rơi vào tầm bao nhiêu cân à cô? 5 cân đấy. Tầm 5 cân à? Ừ. Những cái ngôi nhà và là những cái bên phía bên này thì gọi là chỉ có dựng là tạm thôi cô bác ạ. Vậy sau này thì chắc chắn là sẽ dỡ ra hết thôi những cái khu này ấy. Ông buộc lợn cũng như là buộc trâu này kia, nhưng mà trâu thì là không thể buộc với nhà này cô bác ạ. Trâu thì là sức khỏe nó khỏe, nó kéo một cái là cả nhà là đổ luôn. Ôi, dàn giáo lên thì có vẻ là liệu là có chắc chắn không để anh phòng. Chắc là được đúng không? Ừ. Chú Toán là với anh phòng là như kiểu là chia nhau mỗi người một bên đấy nhỉ chú nhỉ? À, bên nào xong là bên nào được nghỉ. Lại có thế. Đây vừa rồi thì là cái công việc của ngày hôm nay mấy anh em thợ làm, thì mấy chú Toán thì cũng đã là chia sẻ cho các bác cô chú anh chị là cùng biết và cùng nắm rõ được rồi. Thế thì cháu Lực sẽ không có nói thêm nữa, ghi hình lại để cho các bác là cùng biết trong cái quá trình mà mấy anh em thợ làm. Đấy, xem là các bác thấy là không khí làm việc của mấy anh em thợ là có sôi động không cô bác nhé. Anh Phòng thì hôm nay là ổn chứ anh? Anh ổn à? Anh ổn này, gửi một lời chào tới các bác này. Cháu chào các ông bà, chào cô chú anh chị. Anh Phòng thì năm nay cũng khá là trẻ tuổi rồi cô bác. Năm nay thì anh được bao nhiêu rồi anh? Năm nay 18. Dạ? Năm nay 18. Năm nay 18 rồi, thêm số 2 à? Anh được 28 chưa? Anh chưa. Chưa à? Tầm hai mấy anh? Anh có được 25 thôi. 25 á? Ừ. Nhưng 25 hơn em 1 tuổi á? Em 24. Anh Phòng là sinh năm 97 đúng không chị? 98 à? 98 thì năm nay là 26 rồi. Tuổi mụ là 27 thôi. Đấy, nhưng mà anh Phòng thì cũng lập gia đình và có thêm là một bạn rồi. Năm nay là bạn ấy cũng được 2 tuổi rồi. Bạn bé trai được 2 tuổi rồi. Thế là lúc mà anh lấy vợ là chắc là chơi vào tầm 2-3 tuổi thôi nhỉ? Ui, anh lấy vợ năm kia anh mới lấy vợ mà. Thế là cũng mới cưới rồi anh. Năm kia nhưng mà Cường của nhà anh được 2 tuổi, hơn 2 tuổi rồi. Đúng rồi. Anh lấy xô ra cho em anh. Đâu, chỗ nào em vứt đây nhỉ? Được chưa? Được. Như thế phụ vớ thì lương cao lắm anh nhỉ? Oh,
đó là cái công việc để mà phụ vứa này thì cũng phải đòi hỏi là sức khỏe lắm ấy các bác ạ. Đêm mà trộn nhiều là đêm về đến nhà là hai cơ bắp ở đâu nhức. Khuấy xuống đến nào mấy? Trộn. Xây nhà thì cái bước đầu này cũng phải nói là khá là quan trọng các bác ạ, bước này. Các anh thì làm mà quen rồi thì nhà làm mà nhanh hơn. Còn những công việc này phải nói là cháu Lực cũng chưa từng làm cho lắm cho nên là nó sẽ làm chậm hơn. Nếu mà làm nhanh bằng anh Phòng thì chắc là có ngày là cướp nghề được ấy. Anh Phòng thì anh học hết lớp mấy anh? Anh học hết lớp 9 rồi. Lớp 9 à? Nhưng mà lý do tại sao anh lại không đi học lên trước ấy? Lý do thì nhiều lắm anh ạ. Dạ. Không có gì không thể nuôi được học hết. Đi học cấp 3 thì thật sự ra thì nó gọi là trong quá trình mà mình đi ăn uống ở lại thì nó cao ở cái phần khoản kinh phí đấy thôi các bác ạ. Còn nếu mà để mà học kinh phí nhiều thì là nó cũng không có bao nhiêu cả. Ở trên vùng cao thì nó được là được hỗ trợ một tí đấy. Độ đâu đó là mấy phần trăm ấy. Nào em? Dạ. Thế nào ấy? Em làm bây giờ còn không dám nói gì luôn này, sợ nó lạch ấy. Này mà là này mà say lạch mà bị nói không tốt hết cả mồ hôi ấy nhờ anh nhờ. Xây từ nãy đến giờ là được 3 viên rồi anh ạ. Bốn viên, 5 viên rồi đấy, phải 3 viên đâu. Dạ. Một, hai, ba, bốn, 4 viên rồi. 4 viên rồi, nói nhầm một tí. Xây xong rồi, có thẳng không? Ui ôi. Làm đúng là thẳng như gì luôn đấy, không phải nói luôn đây. Cứ làm xong một hàng là đặt ra cái thước ra thẳng thẳng này là một lần nữa.
chào cậu bà. Vừa rồi Mạnh đi đâu về ấy? Đi ra kia à? Thế là vừa rồi Mạnh bị ngã ở đâu? Bị kia, thế là có bị đau ở đâu không? Cho chú xem nào. Ồ, cái này thấy là chán này, bị một vết này, một vết có một tí máu rồi. Giày dép bị ướt hết rồi. Hả? Đấy, ôi, quay đi ra xem nào, quay đi ra xem nào, quay đằng sau xem nào. Đằng sau này thì không biết là vừa rồi là đi với ông là bị ngã ở đâu đấy cô bác này. Đấy, ông thì gửi một lời chào tới các bác đúng không? Chào các bác, các chị nhá. Đấy, ông nhìn thấy là nhà của mình lên gạch cao chưa không? Đấy, sau là chắc là tầm độ một tuần nữa thì là nhà của ông là sẽ là lên hết xong cái phần phần khung của nó rồi. Đấy, hiện tại thì hai ông cháu là đang ngủ ra phía bên này các bác này, ngủ tạm rồi. Đây thì là hôm nọ cũng chỉ là dừng tạm cho ông với lại là Mạnh là ngủ thôi. Nhưng mà khi mà có gió to ấy các bác thì ngủ cho đây thì cũng khá là sợ. Ông thì cũng có chia sẻ rằng là có những lần thì là gió to quá là không có dám ngủ đấy các bác. Là hai ông cháu là lên trên nhà quyết để mà xin ngủ nhờ. Trong này là cái gì đi ông? Đấy, ông là mỗi lần là đi đâu là đều cầm theo cái túi vải này các bác này để đựng đồ đạc nữa. Đây là ông đi mua cái gì đây? Kem đánh răng à? Ồ. Tức là vừa rồi ông từ trên xá xuống à? Vừa rồi đang làm kia thì ông bảo là bị ốm rồi cô bác ạ. Ông bị ốm rồi không? Bị như nào đấy ông? Đâu? Dạ. Bị đâu á? Bị tay chân nóng hết à? Ủa, ông chắc là bị trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Bị cảm thấy là cháu Lực sờ là thấy nóng hết cả người rồi cô bác ạ. Cảm cái gì? Vừa mới bị hay là bị lâu rồi không? Từ sáng nay. Dạ. Từ sáng nay bị ít. Nay đi lên chắc lên không được. Sáng nay ông có đi dính mưa không đấy ông? Sáng nay mưa ít mà. Sợ là dính mưa lại bị cảm rồi đấy. Thấy vừa rồi là ra kia là ông bảo không có làm hả? Không có làm được thứ đâu bác ạ. Ông bị bây giờ mỏi hết chân tay rồi. Chân cả chân cả người nóng hết rồi không? Nóng vừa lắm. Trong lúc mà đang trời tiết mà nó nóng được các bác này, ông còn ra đây là đắp chăn là kín hết người này. Vừa nóng vừa lạnh luôn hả ông? Vâng. Nhà ông thì hôm nọ là đưa thuốc cho con ở nhà còn một tí nào không ông? Không có rồi. Không có rồi á? Có thể là ông bị sốt rồi đấy.
chắc là một tí mới được. Dạ. Một tí mới được. Thế ông cứ nghỉ ngơi một chút đã, một tí. Một chút nữa thì nếu mà không khỏi thì lúc đấy thì đi mua thuốc. Từ trên này đi lên trên thì cũng khá là xa các bác ạ. Nhưng mà chỉ sợ ông là giờ là đang bị cảm thôi. Cái thời tiết là mùa này thì là rất là dễ là bị cảm của cô bác ạ, thời tiết mùa này ấy. Là vừa rồi là hai ông cháu là đi lên trên xá đấy không? Vâng, trên xá. Trước là sớm nhận mò đi sâu. Tức là xin cái giấy tờ để kéo điện thì là chưa xin được không? Chưa xin được. Thế là người ta bảo như nào không? Bảo đi mua xe mới về mua. Chú Giang kia nó bảo đến 27 tháng 8 đấy, 27 tháng 9 thì cắt hết rồi, không dùng nữa. Là cái định danh điện tử là của ông là chưa được đúng không? Vâng. Thế là bây giờ là phải làm lại à? Làm lại nó bảo. Chứ làm lại cho đấy, đưa cho họ làm cho phải biết được không? Ừ. Bây giờ thì gặp cái khó khăn ở về cái phần là xin cái giấy tờ để mà kéo điện rồi các bác ạ. Xin giấy tờ kéo điện thì là xin rất là khó. Bây giờ đây thì chắc lúc cũng nói là đi vào đấy để mà nói chuyện là giúp ông thôi. Còn là những cái việc mà xin như này thì là người ta không cho mấy. Đích thân là gia đình là đi thì xin mới được. Ông là có cần phải là vắt xá không? Cần đâu, nằm tí xem. Dạ. Nằm tí xem không? Ờ. Thế là bây giờ ông nghỉ ngơi một chút đi. Ừ. Xong là bị như nào thì là bảo với cháu luôn ông nhé. Vâng. Ừ. Cho ông nghỉ ngơi một chút đã các bác ạ. Lúc xé ra bên kia để cùng mấy anh em thợ là tiếp tục là tiến hành cái công việc. Đi khi những cái chỗ này mà đi mà không cẩn thận là cũng bị sụt cái xuống dưới này. Đấy. Mạnh thì là nhỏ cho nên là rất là nguy hiểm. Những cái chỗ này thì nó bị nước này, nó bị giò các bác. Thành ra là nó bị mỗi lần nó bị sạt xuống một chút này. Chỗ này thì thế đất của nó là thuộc dạng là cái đất cát, cho nên là nó khi mà có đất vào, có nước vào nó rất là hay dễ là bị lún, nó bị trôi theo nước. Hôm nay thì chắc là chỉ hoàn thiện là bước hai bên thôi, chú Toán thì hôm nay ấy. Cái cửa sổ thì chiều cao của nó đủ cho chú bây giờ ấy? Đủ rồi. Đủ đúng không? Thế là ngày mai là đổ lanh tơ được ấy nhỉ? Cái sang cửa nó ấy. Sang cầu. Đây thì cháu thấy là người ta có những nơi thì người ta gọi là cái lanh tô, còn những cái nơi thì người ta gọi là cái sang cửa, sang cầu ấy. Đây là cái cách của mà anh em thợ, các chú thợ làm đúng không bác? Cầm cái bay để mà gọt là vứa này, gọt là cảm giác như là gọt là rất là mềm mại. Nhưng mà khi mà nếu mà đi vào làm ấy thì mình nếu mà không quen tay rất là cứng. Ghét vô. Còn là về những cái phần chỗ để xi này các bác này, chỗ để xi thì là hiện tại thì rất là yên tâm rồi, không sợ rằng là nó bị ngấm bạch xi nữa. Một phần để đã chuyển ra bên
đang vào trong cái phần lán kia, còn một phần thì là vẫn để bên này, nhưng mà để bên này thì để tấm tới tận là hai cái tấm bạt để mà che. Còn là về nhà của hai ông cháu đấy các bác, thì cháu được xin được phép nói lại thêm một lần, là lần cuối cùng nữa các bác nhé. Thì sau khi mà lên cái phần nhà của hai ông cháu thì cũng có rất là nhiều các bác cũng có thắc mắc về cái điều này các bác ạ. Đấy, các bác mà thắc mắc nhiều thì cháu được cũng xin được phép là lý giải qua để cho các bác hiểu và thêm trước khi mà đi vào làm nhà đấy các bác. Thì cháu Lực đã lên bản vé trước rồi, và cái phần kinh phí của nhà hàng cháu thì cháu Lực là sẽ dự định là 190 triệu đồng các bác ạ. Hay 190 triệu đồng thì sẽ hoàn thiện là nhà của hai ông cháu đấy. Tuy nhiên thì nếu mà để mà thêm tiền các bác để vào đổ cột ấy, thì là nó sẽ không phải là 190 triệu nữa, mà nó sẽ hơn cao, mà nó sẽ thậm chí là cái tiền của nó sẽ cao hơn, và tiền công của nó nữa. Đấy, và sau khi mà cháu Lực là thảo luận với lại thêm là hai chị Nguyệt Thúy, thì là hai chị là Nguyệt Thúy đã giúp đỡ cho hai ông cháu là giường là hầu như là Mạnh Thường Quân chính trong cái ngôi nhà của hai ông cháu rồi, cho nên là cháu Lực cũng xem rất là nhiều những cái kênh YouTube mà các anh với lại các đàn chị người ta đi trước người ta làm nhà cấp 4 ấy, thì người ta cũng không có đổ cột cả. Đấy, thậm chí là có những ngôi nhà thì người ta là còn không có làm móng sắt cả. Đấy, nhưng mà ở đây là nhà hai ông cháu thì cháu Lực là để móng sắt các bác nhé, để móng sắt. Đấy, và sau khi mà lên tường là gần đến lúc mà thu hồi các bác, thì cháu Lực sẽ lại lấy sắt để mà chạy hết xung quanh này, chạy từ từ cái chỗ mà anh phòng này ra đến tận tối toán, là chạy hết bao quanh và chạy thêm là những cái chỗ mà như kiểu dầm, cái sườn dầm nó đi qua các bác, nhất là chỗ chân của chú Toán đang đứng đây các bác này, thì cũng đều là chạy sát hết, chạy sông sát để cho nó khóa tất cả những cái bức tường lại với nhau, thì sau này nó sẽ không có bị nứt một chút nào cả. Và ở đây thì là khi mà mấy anh em thợ lên tường các bác này, tất cả những cái chỗ mà lên tường là tầm 60 phân là mấy anh em thợ là đều có để những cái sắt, để cái sắt để làm là sau này nó không bị nứt các bác nhé. Đấy, cũng rất là mong là các bác sẽ hiểu cho Lực và các bác không có nói thêm là cái về cái vấn đề mà dựng cột hay là không dựng cột đâu các bác. Đấy, tuy nhiên là dựng cột đấy các bác, thì nếu mà sau này mình có cái kinh phí có thể là lên từng thì nó rất là dễ dàng. Còn như mà bây giờ mình dựng cột đấy thì chắc chắn là sau này nó sẽ không lên được từng nữa. Ngôi nhà của hai ông cháu là chỉ có hai ông cháu ở thôi, cho nên là cũng không cần làm là quá rộng cả, làm cho hai cháu là vừa đủ lấy lại cái không gian và diện tích đang ở thôi. Đấy, tuy nhiên thì là cháu Đức vẫn là làm là hai cái phòng ngủ, lỡ đâu mà sau này chẳng hay là bố của Mạnh có quay trở lại thì còn có phòng để mà ngủ nữa. Đấy, hay là sau này Mạnh lớn lên rồi Mạnh lấy vợ thì có thể là có thêm phòng để mà ở. Mạnh thì có biết là ông bị ốm chưa? Biết rồi. Biết rồi à? Thế là ông là bây giờ là đang ở đâu Mạnh có biết không? Không. Không á? Thế là nãy là ông có nói với Mạnh là ông bị ốm à? Không. À, thế là vừa rồi là Mạnh cũng bị ngã đúng không? Không. Đi sau đi đâu thì là phải đi cẩn thận nhá. Không. Đấy. À, giày thì là giày này đi là rất là chắc chắn rồi cô bác này. Giày này thì hai chị người Thúy là dành tặng thì rất là chắc chắn rồi. Tuy nhiên thì chắc là Mạnh là giẫm phải cái gì xong bị trật, là xong lại bị ngã. Đấy, một tí nữa thì nếu như là ông bị ốm nặng thì là bảo ông là điện cho chú Lực nhá. Để cho chú mua Lực mua thuốc cho nhá.
Đấy, Mạnh thì mặc dù là tuổi rất là nhỏ cô bác ạ, đấy nhưng mà bé Mạnh cũng rất là hiểu chuyện rồi cô bác. Đấy, nhìn vào khuôn mặt của Mạnh thì là một cái cậu bé mà rất là ngoan cô bác ạ. Đấy, nhưng mà lần sau là Mạnh nói chuyện là phải có vâng dạ nhá. Nhớ chưa? Nhớ ạ. Đấy, mày hơn nữa là đi vào lớp 1 đấy nhá. Lớp 1 là không phải là nhỏ tuổi đâu nhá. Cho nên là nói chuyện là phải biết là dạ vâng nhá. Đấy, chú dạy Mạnh thì rất là nhiều đúng không? Rồi nhưng mà phải nhớ nhá. Đấy, Mạnh thì là với cháu Lực đấy cô bác. Cháu Lực cũng coi Mạnh như là một người em, cũng như là một người cháu. Cũng xuống nhà cháu Lực là rất là nhiều lần rồi. Là cũng mỗi lần mà đi về đấy cô bác, là cùng cháu Lực là đi xuống nhà của bố mẹ để mà ăn cơm. Đấy, cũng dạy cho Mạnh là cách nói chuyện này, cách ăn cơm này kia mọi cái nữa. Đấy, nhưng mà nếu mà Mạnh là ở với ông ấy thì là những cái điều đấy là ông rất là ít khi để mà ấy, ít khi là để dạy cô bác ạ. Đấy, sau này là Mạnh là lên trường học thì Mạnh là sẽ được học thêm là nhiều cái hơn. Đấy, cháu Lực không có mong muốn là giúp lầm nhầm lẫn hoàn cảnh cả, hoàn cảnh của hoàn cảnh nào đặc biệt thì cháu Lực mới muốn giúp thôi cô bác. Đang trêu với lại Giang à. Giang thì tối có ở lại với Mạnh không? Không, không ở lại, đi về thôi á. Thế là bây giờ là Mạnh gửi một lời chào tạm biệt tới các bà nhá. Ôi, chào tạm biệt các bà. Rồi nào, Giang bây giờ Giang gửi một lời chào tạm biệt tới các bà nhá. À đâu, ra đây đấy. Giang thử nói như Mạnh như nào. Con chào các ông các bà. Rồi, đây Giang thì nói chuyện rất là ngoan của bác ạ.